Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về thao tác tạo và chỉnh sửa layer, đồng thời là thao tác với Upwork Data Layer. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về khái niệm layer. Layer chính là công cụ để quản lý, tổ chức, sắp đặt các đối tượng trong file thiết kế dựa trên các lớp riêng biệt. Đặc biệt hữu ích đối với những file thiết kế có nhiều đối tượng, nhiều phần tử phức tạp. Ví dụ như file thiết kế chúng ta hiện tại đang có rất nhiều các đối tượng. Các đối tượng nằm trên mỗi layer có thể được thao tác và chỉnh sửa độc lập với các đối tượng nằm trên các layer khác. Trong Windows, layer phím tắt của nó chính là F7, cung cấp cho chúng ta đây chính là bảng layer. Bảng layer này cung cấp cho chúng ta các giải pháp hữu hiệu, các tùy chọn hiệu quả trong việc chọn, ẩn, khóa và thay đổi diện mạo của tác phẩm minh họa. Bên cạnh đó, layer là giải pháp hữu hiệu để chúng ta lưu trữ các phiên bản khác nhau của tác phẩm trên cùng một file. Đặc điểm của layer là theo mặc định, mọi file Illustrator đều được tạo ra trên cùng một layer, được đặt tên là layer 1. Giả dụ đây là layer khởi đầu của chúng ta là layer 1. Còn layer 2 là layer mà tôi tạo mới. Trong quá trình làm việc, chúng ta có thể tạo ra layer mới và di chuyển các đối tượng trên layer mới này để tổ chức các tác phẩm. Giả dụ, bây giờ tôi sẽ tạo mới layer. Chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ click vào Option và New Layer. Ở đây nó sẽ xuất hiện một cái hộp thoại Layer Option. Chúng ta có thể gõ tên và lựa chọn một số định dạng cho layer mới của chúng ta. Giả dụ bây giờ tôi sẽ để là Layer 3. Màu sắc thì thông thường là mặc định. Mỗi layer sẽ có một màu khác nhau. Và tôi click OK. Như vậy là tôi đã tạo được một layer mới, đó là layer 3. Chúng ta cũng có thể di chuyển các đối tượng giữa các layer với nhau. Tôi đang click chọn cái đối tượng này của tôi, đang ở layer 2. Và tôi có thể di chuyển đối tượng này lên trên layer 3 bằng cách các bạn đặt trỏ chuột vào phía góc phải của layer. Các bạn sẽ thấy có một dấu chấm đỏ đấy ạ. Tôi sẽ click và tôi di chuyển chúng lên layer 3. Lập tức là đối tượng mới của tôi, đối tượng tôi đã tạo, nó đã được tách lên layer 3. Cách thứ hai đó là chúng ta có thể click vào nút Create New Layer ở phía cuối của bảng layer. Nó sẽ tự động xuất hiện một layer mới tiếp theo và hiện tại tên của nó đang là layer 4. Tương tự như thế, tôi cũng có thể di chuyển một đối tượng khác từ layer 1 lên layer 4. Ví dụ như này chẳng hạn. Như vậy là hai hình minh họa này của tôi hiện tại đã được tách ra và nằm trên layer 4. Và việc tạo mới layer cũng như di chuyển các đối tượng như này giúp chúng ta có một cái ưu thế, đó là chúng ta dễ dàng quản lý và thao tác các đối tượng. Thông thường các đối tượng đều được đặt trên một layer, nghĩa là tất cả các đối tượng để cho chúng ta tạo file mới. Mỗi đối tượng sẽ được đặt vào một sub layer hay gọi là layer con. Ví dụ bây giờ tôi click ra đây, các bạn sẽ thấy đây chính là những sub layer, những layer con. Cứ mỗi đối tượng thêm vào cùng một layer, nó sẽ được đặt trên sub layer path riêng biệt. Ví dụ chúng ta kéo ra, chúng ta sẽ thấy đây, nó sẽ là tên là path. Trên bảng layer, mỗi đối tượng đều có một hình đại diện hay còn gọi là hình hiển thị nhỏ. Đây chính là hình hiển thị nhỏ được đặt trên từng layer riêng biệt. Các layer đều được gắn tên. Đây chính là phần tên của layer bên cạnh hình đại diện đây ạ. Chúng ta có thể chỉnh sửa tên bằng cách đúp trực tiếp vào phần tên của đối tượng, sau đó chúng ta có thể nhập tên mới. Ví dụ các bạn có thể chỉnh sửa đây, ví dụ tôi sẽ để là Max, Enter. Như vậy là tôi đã đổi tên được cho đối tượng layer này. Chúng ta cũng có thể thay đổi kích thước hiển thị của layer trong bảng bằng cách đó là chọn một layer bất kỳ, sau đó click vào Option. Ở phía cuối Option này chúng ta sẽ có Layer Brand Option. Click vào đây chúng ta sẽ thấy nó hiển thị một số các chế độ. Row Size nó là chế độ hiển thị kích cỡ của các hình hiển thị nhảy. Chúng ta có thể lựa chọn chế độ Small, Medium hoặc Large tùy ý chúng ta muốn. Giả dụ bây giờ tôi muốn nó lớn hơn một chút, tôi sẽ click Large và sau đó tôi click OK. Thì các bạn sẽ thấy các hình hiển thị trước của layer nó hiển thị lên rất là to, khá là to. Tôi sẽ trả về trạng thái bình thường. Các đối tượng ở trên layer này thường là có thứ tự trên dưới tương ứng với hệ thống phân cấp trên bảng layer. Và thông thường thì các đối tượng vẽ trước sẽ nằm ở dưới, các đối tượng vẽ sau sẽ nằm ở phía trên. Những đối tượng cũ, layer cũ sẽ nằm ở dưới và những layer mới tạo sau nó sẽ nằm ở trên, theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Chúng ta có thể di chuyển thứ tự của các layer này bằng cách đó là túm giữ và di chuyển đảo vị trí trên dưới. Giả dụ bây giờ tôi sẽ cho layer 4 xuống dưới layer 1, ví dụ như này. Thì các bạn sẽ thấy nó thay đổi vị trí từ thứ tự, hoặc là layer 2 xuống dưới layer 1. Thì các bạn sẽ thấy đảo được vị trí của nó, đúng không ạ? Tương tự như cách vừa rồi mà chúng ta di chuyển các đối tượng ở trên layer sang một layer mới. Chúng ta cũng có thể nhân đôi cái layer này bằng cách đó là chúng ta click chọn layer, sau đó chúng ta click vào duplicate layer. Các bạn sẽ thấy layer mới chúng ta copy. Và khi layer này được tạo mới thì các bạn sẽ thấy nó nằm chồng đè ngay lên chính vị trí ban đầu của layer cũ. Cách thứ hai đó là chúng ta có thể túm giữ, nghĩa là kéo chọn cái layer, sau đó chúng ta thả vào cái nút Create New phía cuối bảng layer. Như vậy là cũng có thể tạo được một layer mới. Đây là layer copy. Chúng ta lưu ý rằng khi nhân đôi layer, mọi đối tượng đã có trên layer đó cũng sẽ được nhân đôi theo, nhưng là ở một layer mới riêng biệt. Layer mới sẽ nằm ở phía trên layer gốc ban đầu. Đồng thời với mỗi layer chúng ta đều có thể thay đổi các định dạng cho nó bằng cách vào Option for Layer. Các bạn sẽ thấy nó xuất hiện một số các cái thông số hoặc là các phần điều chỉnh như sau. Thứ nhất đó là tên. Chúng ta có thể thay đổi tên cho layer. Ví dụ tôi sẽ thay đổi mèo tô. Bên dưới này chúng ta sẽ có một số các cái chế độ màu để thay đổi màu sắc lựa chọn. Khi chúng ta click lựa chọn các đối tượng trên layer, nó sẽ có các màu sắc khác nhau. Ở đây thông thường nó mặc định. Ví dụ layer 4 nó là màu xanh thì chúng ta cũng có thay đổi. Giả dụ bây giờ tôi sẽ đổi sang màu cam chẳng hạn. Ok. Như vậy là các đối tượng mới của tôi trên layer này sẽ có màu cam. Ví dụ bây giờ tôi chọn đây. Các bạn sẽ thấy các dấu chọn của nó có màu cam thay vì nó là màu xanh như vừa rồi. Bây giờ tôi sẽ đổi sang màu hồng chẳng hạn. Ok. Tiếp theo cũng trong bảng Layer Option này các bạn sẽ thấy nó có một số các cái dấu chọn khác để chúng ta có thể thay đổi thiết lập cho layer này. Đó là Look. Chúng ta có thể khóa các đối tượng trên layer này bằng cách click vào nút Look để khóa các đối tượng. Hoặc Show. Show là để hiển thị hoặc là ẩn các đối tượng trên layer. Nếu như tích vào Show nghĩa là hiển thị, còn bỏ Show đi nghĩa là ẩn. Preview là hiển thị bình thường các chế độ outline của các đối tượng trên layer. Nghĩa là nếu như chúng ta click vào preview thì các đối tượng layer của chúng ta sẽ hiển thị bình thường. Còn nếu như chúng ta tắt preview đi, nó sẽ ở dạng chế độ outline. Print là nút cho phép in hoặc không in một layer nào đó. Còn Dimimax Tool đó là chế độ làm mờ ảnh để chúng ta có thể dễ dàng đổ lại. Và Template đó là cho phép khóa một layer mẫu để sử dụng khi chúng ta muốn đổ lại một đối tượng trên layer. Ví dụ bây giờ với chế độ Dimimax Tool này chẳng hạn, tôi sẽ click vào OK. Tôi sẽ để chế độ là 50% chẳng hạn, OK. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy đối tượng vector chúng ta không có sự thay đổi về độ mờ bởi vì nó hiện đang là vector. Vậy thì tôi có thể đưa vào một cái ảnh chẳng hạn. Ví dụ đối tượng ảnh của tôi là như thế này. Khi tôi click vào cái nút Dimimax Tool này thì các bạn sẽ thấy tất cả những cái ảnh mà tôi đưa vào ở trong layer mèo tôm này nó sẽ bị mờ đi, giảm độ rõ nét, nghĩa là nó sẽ mờ đi khoảng 50%. Ok. Còn nếu như tôi muốn trở về trạng thái bình thường thì tôi sẽ tắt nút Dimimax đi. Các bạn sẽ thấy ảnh của tôi trở lại hiển thị trạng thái bình thường. Để kiểm chứng lại một số các cái thao tác khác thì tôi sẽ thử với lệnh click vào nút. Ok. Thì các bạn sẽ thấy tất cả các đối tượng trên layer mèo tôm này của tôi hiện tại nó bị khóa, không thể di chuyển được, còn các layer khác vẫn thao tác bình thường. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể gỡ khóa bằng cách đây. Các bạn sẽ thấy có một cái hình cái khóa ở bên cạnh con mắt, ngay đầu layer, chúng ta có thể tắt nó đi. Như vậy là chúng ta lại thao tác được với các đối tượng trên layer bình thường. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể vào option này để chúng ta click vào nút lock để nhả khóa. Ngoài việc là thao tác với option for layer thì chúng ta cũng có thể thao tác trực tiếp đối với đối tượng layer này bằng cách đó là click vào nút view, nghĩa là hình con mắt, để chúng ta thay đổi chế độ ẩn hoặc là hiện đối tượng trên layer, hoặc là khóa hoặc là gỡ khóa đối tượng. Đồng thời chúng ta có thể click vào mũi tên hình tam giác nhỏ này để xem các layer con ở bên trong. Và nếu như những đối tượng được lựa chọn, nó sẽ có dấu đỏ, sẽ có dấu chọn đỏ bên phải. Click vào các mũi tên hình tam giác nhỏ này, chúng ta có thể xem được các layer con hay sub layer trong các đối tượng này. Nếu như chúng ta tích chọn vào bất kỳ một đối tượng nào ở trên cái bảng layer này, nó sẽ xuất hiện cái dấu tích xanh, đồng nghĩa với việc đó là đối tượng đó ở trên file thiết kế đang được lựa chọn. Ngoài ra thì chúng ta ở phía dưới này cũng có nút Make hoặc Release Clipping Mask. Nhưng các bạn lưu ý rằng chúng ta muốn thực hiện được thao tác Clipping Mask thì đối tượng được lồng khung và đối tượng khung sẽ phải ở trên cùng một layer. Nếu chúng khác layer sẽ không thể làm thao tác Clipping Mask được, hay còn gọi là Clipping Set. Cái thao tác Clipping Mask trong bảng layer này tương tự như cái thao tác Clipping Mask trong Object. Tuy nhiên là nó có điểm khác một chút. Đó chính là nếu như chúng ta lựa chọn các đối tượng trong cùng một layer và chúng ta thực hiện thao tác Make Clipping Mask thì tất cả các đối tượng có trên layer đó đều sẽ bị che đi. Nghĩa là những phần ngoài của khung sẽ bị che đi, chỉ còn phần bên trong của khung là hiển thị thôi. Hay đây cũng chính là cái thao tác Clipping Set. Tương tự như vậy, chúng ta muốn gỡ thì chúng ta click vào lại vào nút đó, Release Clipping Mask. Như vậy là chúng ta sẽ nhả chọn Clipping Mask của đối tượng cũng như là của layer. Tiếp theo với phần thao tác với artwork đa layer, nghĩa là trường hợp một artwork chúng ta mà có rất nhiều các layer chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thao tác như thế nào? Chúng ta muốn ẩn hiện đối tượng thì chúng ta click vào con mắt ở phía đầu của các layer, hoặc là click vào các nút trong sub layer như đầu con mắt ở sub layer ví dụ như này. Chúng ta sẽ tắt được các layer con, ví dụ như này chẳng hạn. Đó, các bạn sẽ thấy phía góc trên này của chúng ta các layer con đang biến mất, ẩn hoặc hiện. Nếu như chúng ta giữ Alt cộng với click con mắt thì tất cả các layer khác sẽ được ẩn đi, trừ cái layer được lựa chọn. Ví dụ đây chính là layer 3. Tôi sẽ click vào cái layer này, hình con mắt, đồng thời giữ phím Alt. Thì các bạn sẽ thấy tất cả các đối tượng ở các layer khác sẽ biến mất. Riêng cái đối tượng mà chúng ta đang được lựa chọn, đang click nhấn ấy, nó sẽ giữ nguyên. Nếu như chúng ta giữ Ctrl cộng với click hình con mắt thì các bạn sẽ thấy các layer chuyển đổi giữa chế độ Outline và Preview cho các đối tượng trên layer được lựa chọn. Đây ạ. Ví dụ đối tượng được lựa chọn hiện tại đó chính là layer 3. Khi tôi click vào nút Preview đồng thời là giữ phím Ctrl thì nó sẽ lần lượt chuyển đổi sang chế độ Outline hoặc là về Preview bình thường. Những layer khác vẫn giữ nguyên. Nếu chúng ta click cả Ctrl và Alt và click vào hình con mắt thì sẽ chuyển đổi chế độ giữa Outline và Preview cho tất cả các layer khác trừ layer được lựa chọn. Đây ạ. Layer 3 chúng ta đang được lựa chọn nó sẽ giữ nguyên, còn lại tất cả các layer khác đã chuyển thành chế độ Outline. Outline chỉ còn nét. Đồng thời nếu như chúng ta muốn định vị đối tượng trên bảng layer thì chúng ta chỉ việc click chọn đối tượng trên bảng vẽ, sau đó chúng ta vào và chúng ta click vào nút Locate Object. Lập tức nó sẽ mở đường dẫn của các layer cũng như là sub layer trong bảng layer này ra để cho chúng ta biết rằng đối tượng đấy đang ở đâu, ở vị trí nào. Và những đối tượng được lựa chọn đấy nó sẽ, đây, các bạn sẽ thấy nó có dấu tích xanh. Nếu như chúng ta muốn đảo ngược thứ tự sắp xếp của các layer hoặc là sub layer ở bên trong bảng layer này thì chúng ta có thể click chọn. Ví dụ chúng ta giữ thêm phím Shift để click chọn đồng thời các đối tượng trong cùng một layer. Còn nếu như chúng ta muốn chọn các đối tượng không liền kề thì các bạn có thể giữ phím Ctrl để chúng ta click chọn các đối tượng không liền kề nhau. Còn nếu chúng ta giữ shift thì mặc định là nó sẽ chọn các đối tượng liền kề, chọn cả nhóm, ví dụ như này. Và nếu chúng ta muốn đảo vị trí thì các bạn lựa chọn các nhóm đối tượng layer ở đấy, sau đấy chúng ta sẽ vào phần reverse order. Tôi sẽ click vào 3 layer, 4 layer này, 3 layer này, sau đó tôi click vào nút reverse order thì các bạn sẽ thấy nó đảo thứ tự. Ban đầu một ở dưới đây nhé, ban đầu là một ở dưới, 2, 3 ở trên. Sau khi tôi click vào nút shift để giữ chọn đồng thời cả 3 layer và tôi click vào reverse order thì các bạn sẽ thấy thứ tự của nó được đảo ngược, đó là 1 lên trên và 2, 3 xuống dưới. Để xuất layer Illustrator sang Photoshop thì chúng ta sẽ click vào File và Export, Export As, sau đó chọn định dạng PSD Photoshop. Nó sẽ xuất hiện hộp thoại Photoshop Export Option. Chúng ta nhớ rằng chúng ta sẽ để chế độ CMYK. Trong đây các bạn có thể thay đổi độ phân giải, ví dụ như là cao thì 300, còn trung bình có thể là 150, tùy ý, tùy mục đích chúng ta sử dụng cái layer đấy làm gì. Và chúng ta biết chế độ đó là Wide Layer. Flat Layer Image đó là dạng chế độ ảnh phẳng, còn để chế độ Wide Layer nghĩa là nó sẽ giữ nguyên thứ tự của các layer. Khi chúng ta chuyển sang Photoshop và sau khi xong thì chúng ta click OK. Ngoài ra với các layer như này, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều layer đúng không ạ? Đồng thời rất nhiều layer con. Và chúng ta muốn hợp nhất các đối tượng trong hai thiết kế trở thành một layer duy nhất thì các bạn có thể click vào Flatten Outward. Lập tức nó sẽ trở thành một layer thay vì 4 layer như vừa nãy. Ctrl Z. Như vậy là chúng ta đã thao tác đồng thời là tìm hiểu với cách quản lý các đối tượng bên trong layer. Và layer này là một công cụ cũng hữu hiệu để chúng ta có thể quản lý file. Trường hợp nếu chúng ta có rất nhiều các đối tượng trong cùng một file thiết kế chẳng hạn. Các bạn có thể click chọn ẩn, hiện, cũng có thể khóa đối tượng hoặc là tích chọn đối tượng bất kỳ. Như vậy là chúng ta đã kết thúc phần hướng dẫn thao tác với layer. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.